lời nha. Mấy tuần nay là chưa có lên lên mạng được, tại bận quá đấy, cho nên hôm nay rảnh lên mạng chém gió một chút. Thì cái chủ đề hôm nay chém gió của chụp sò đó là mới đọc được cái bài báo ở trên báo Thanh Niên Online với cái tiêu đề đó là cảnh sát giao thông đó là gì đấm đá là người dân. Thì ta nói rằng là y như rằng là cái thông tin đó lập tức nó được share và tràn lan ở trên mạng xã hội, và thế là mấy cái nhà mà đạo đức mạng cạo phím á, với lại mấy cái anh mà dân mà tự nhục á, lập tức là lao vào là cắn xé liền. Nào là gì cú đá đó không có dành cho dân, nào là cái gì dân sai thì có pháp luật xử, nghe không? Rồi sau lại là đánh dân, không? Cảnh sát là côn đồ, bô lô ba la đó, đủ các kiểu chứ. Nào là gì chế độ cộng sản này là độc tài thối nát, không? Công an đánh dân, hành hung dân, đủ các kiểu chứ. Bô lô ba la, nó trùng mệt quá. Thì dạo quá, một dọc Facebook thì tôi thấy nó tràn ngập như thế thôi, nghe không? Thì giờ chúng ta cũng biết rồi. Mỗi là cái quái gì mà hay mà có cái mùi nào đó mà nó liên quan đến chính quyền, cái là ta nói nghe lập tức ở trên mạng cái giới mà gọi là cái giới dân tự nhục, đúng không, là lập tức bâu vào cắn xé chửi rủa, ta nói hả hê đủ kiểu ghê lắm. Vậy thì tôi muốn hỏi cho nên hôm nay tôi làm cái live chia cái live stream nè, trước tiên là tôi hỏi lại mấy cặp mà dân mà dư luận viên mà tự nhục á ở hải ngoại á, mấy anh bảo cái gì công an Việt Nam là cái gì là côn đồ, cú đá đó không có dành cho dân, đúng không, dân sai có luật xử gì. Vậy cho tôi hỏi một chút nha, ở Việt Nam á thì mấy cái thằng mà youtuber mà phá làng phá xóm á bị công an huyện Bình Chánh bắt á, rồi sau đó là gì, sau đó là bị cảnh sát giao thông thường cắn chân mà hạ cắn tay đó, thì các anh bảo là vì công an Việt Nam là đồ côn đồ, gọi gì nền độc tài cộng sản thối nát, nên là đối xử với dân như vậy đó, bô lô ba la. Vậy cho tôi hỏi lại á, ở cái xứ mà văn minh tư bản của các vị á, thì cảnh sát á họ si mà họ xử lý những cái thành phần mà đi phá làng phá xóm, ở Việt Nam gọi là phá làng phá xóm á, ở Mỹ người ta gọi là mấy thằng đi phá làng đi gì đi đua xe đó, thì bên cái xứ tư bản văn minh của mấy anh mấy chị người ta xử lý như thế nào? Có phải giống như cảnh sát Việt Nam đến là phải bắt nó lại rồi sau đó là kêu nó ngồi xuống đất để người ta giải quyết, đúng không? Còn nó mà ba gai cảnh sát Việt Nam mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nó là không có dân chủ, không có nhân quyền, phải không? Vì ở xứ văn minh đó, họ xử lý như thế nào? Có phải là dài tuyến là đành quăng lên, phải không? Ở xứ văn minh họ xử lý như vậy nó mới văn minh, phải không? Còn ở Việt Nam mà cảnh sát Việt Nam mà chỉnh cái thượng cẳng tay hạ cẳng chân như vậy nó không có dân chủ như vậy, đúng không? Thì thôi bây giờ bỏ qua cái lớp cơm đó đi, không? Sẽ vô chủ đề nó chính đi, chứ nếu mà nói ra nó miên man quá thì nó lại lạc đề, nó không có hay, đúng không? Chúng ta cần phải là vô tìm hiểu cái nguyên nhân cái vụ việc đó. Có đúng như trên báo Thanh Niên đó là đăng không? Báo Thanh Niên đăng đó là tự nhiên đó là cái nhóm youtuber đó đi ra ngoài ruộng quay phim chứ lại là live stream về xe mà xe cổ mà, rồi sau đó cái là tự nhiên đâu cảnh sát giao thông biết nó đâu vô bay vô đó là hả, đấm đầu đấm đá túi bụi cho nhóm youtuber tội nghiệp này. Một cái hành động phải nói là không có thể nào mà chấp nhận được cái việc là cảnh sát Việt Nam đó là ở đâu tự nhiên mà xông vô là hả đấm đá là bắt dân như vậy là điều không thể nào chấp nhận được. Tôi cảm thấy tôi không chấp nhận được cái gì đó. Cảnh sát Việt Nam làm ăn phải nói là quá chán, không có dân chủ. Dân đang ở ngoài ruộng tự nhiên các anh ở đâu các anh vô rồi các anh bắt dân,
anh là đấm đá dần như vậy. Cái điều đó là tôi không có chấp nhận được. Đó là trên cái bài báo thanh niên nó đăng như vậy. Đọc xong tôi mới cái bà áo nói quả thật của rất bức bình. Thanh niên con nhà người ta ngoan hiện gì, ta đi chỉ là ở ngoài ruộng, ta chơi, ta quay phim, xe cộ thôi. Tự nhiên mấy anh giao thông bắt đầu mấy anh vô, mấy anh là bắt người ta, mấy anh đấm đá người ta như vậy. Đó là điều không thể nào mà chấp nhận được, đúng không? Bây giờ chúng ta vô tìm hiểu là cái nguyên nhân cái vụ việc đó có đúng như trên báo, cái đám mà báo thanh niên có đăng không, và nó có đúng như cái câu chuyện mà thằng YouTuber nó đăng lên không? Là tự nhiên đang quay phim ở ngoài ruộng à, quay phim xe cộ rồi tự nhiên cái bị cảnh sát giao thông nó vô bắt, vừa đấm đá. Mọi người nghe nó có cảm thấy nó phi lý quá. Tự nhiên đang ở ngoài ruộng quay phim, quay phim xe cộ rồi cái tự nhiên là bị cảnh sát giao thông nó ra bắt xe đấm đá. Mọi người có cảm thấy là khôi hài không? Chứ tôi cảm thấy cái bài báo đăng của quả thật là nó nhảm nhí. Và cái đoạn video clip của cái thằng mà YouTuber đó đăng lên tôi cảm thấy là nó xàm. Tại sao nó không đăng mà cái vụ việc ngay từ đầu? Còn cái đoạn mà những cái đoạn mà nó cắt bỏ bớt đó, tại sao nó không đăng lên cho người ta xem chứ? Mà nó cắt bỏ gần hết vậy? Đúng không? Bây giờ vô vụ việc thì lực lượng cảnh sát giao thông ở tại huyện Bình Chánh đó, họ nhận được cái thông báo là có một cái nhóm thanh thiếu niên không tụ tập là đua xe, cổ vũ đua xe chỗ một cái khúc vắng trắng, đây một cái khu đất trống, đây dân ta báo, đây cảnh sát giao thông ta mới biết, đây ta đến đó là mới xác minh điều tra, và khi gặp cảnh sát giao thông thì cái đám mà YouTuber mà đua xe này lập tức bỏ chạy tán loạn hết, cho nên là lực lượng cảnh sát là phải truy bắt, đây nhưng có một điều, không phải nó chạy không? Mà nó còn là ném đất đá lại vào là cảnh sát giao thông này là một. Cái thứ hai đó là còn vu lợi thách thức chửi bới lực lượng cảnh sát giao thông là hai. Còn điều nữa, cái điều thứ ba này nè. Chính thằng YouTuber và cái đám liều báo thanh niên này nó nói khi thấy cảnh sát giao thông thì cái đám là chẩu che YouTuber mà đua xe này nó bỏ chạy. Ủa? Tại sao lại bỏ chạy? Thấy cảnh sát giao thông tại sao lại bỏ chạy? Tụi mày làm gì sai cho nên tụi mày mới bỏ chạy đúng không? Nếu đúng như tụi mày nói là tự đang quay phim á là về xe độ rồi này kia đúng vậy, đúng không? Vậy sao gặp cảnh sát giao thông tụi mày lại bỏ chạy rồi tụi mày là lấy đất đá tụi mày ném vào cảnh sát giao thông rồi tụi mày chửi bới và thách thức là cảnh sát giao thông, tại sao cái đoạn video clip đó tụi mày không đăng lên hả? Rồi bây giờ xong cái vấn đề đó không, bây giờ vô vấn đề thứ hai là cái việc mà cảnh sát giao thông thượng cẳng chân và hạ cẳng tay đối với mấy cái thanh niên này. Tự nhiên à? Tự nhiên đó là tự nhiên đang quay chim là xe độ cái là bị cảnh sát giao thông ở đâu hùa tới đấm đá túi bụi. Tự nhiên phải không mọi người? Trời, tự nhiên trên trời tự đâu mấy ông cảnh sát giao thông mò ra. Ông đấm đá mà. Mọi người có cảm thấy mà nó hơi nhảm. Trên đời này là có cái chuyện gì gọi là tự nhiên không? Tôi thấy không bao giờ nó tự nhiên. Tự nhiên cái mấy thằng này nó ra ngoài đồng á, nó live stream á, nó xe độ, cái nó gặp cảnh sát giao thông nó bỏ chạy, cái tự nhiên nó bị cảnh sát giao thông bắt lại, cái tự nhiên nó bị quách. Mọi người có cảm thấy nó lạ không? Tự nhiên vậy. Sao tự nhiên gặp cảnh sát giao thông á, nếu như không làm gì sai tại sao bỏ chạy? Tại sao tự nhiên nó lại bị quách? Có phải là tổ chức đua xe cho nên gặp cảnh sát giao thông sợ quá bỏ chạy đúng không? Và khi bỏ chạy còn thách thức người ta, đúng không? Và khi bị người ta tống được á thì buông lời thách thức nên bị đấm, thì điều này nó không có trách được. Và khi bị đấm thì sao? Mấy anh là quay phim để mấy anh đăng lên trên mạng xã hội, chắc mấy anh tưởng là nhờ mấy cái đám là mạng xã hội với mấy thằng liều báo mất dạy như là báo thanh niên rồi nó sẽ cứu được các người à, đúng không? Có phải vậy không? Tụi mày đăng thì tụi mày phải đăng hết cho người ta xem chứ, tụi mày đăng chỉ có một đoạn ngắn là lúc sự việc nó đã kết thúc rồi, đúng không? Mà nói thật là tôi cũng ủng hộ với cái việc mà của cảnh sát giao thông, đúng không?
là dạy cho mấy cái đám là ở chỗ che mà đua xe này cho nó một bài học như vậy là còn quá nhẹ. Xem ra ở Việt Nam như vậy là còn quá là gì, quá là dân chủ và nhân quyền đó chứ, chỉ cho nó ăn về cái bạt tai thôi, chứ nếu như mà ở xứ tự do dân minh á thì cảnh sát đó là họ đâu cần phí sức gì đâu, chỉ cần có một băng kẹo đồng là khoảng 15 viên á, cái hợp pháp cho hết là 15 viên kẹo đồng đó, nhanh gọn lẹ lắm, không mất thời gian, chứ không có như là ở xứ Việt Nam này đó mà cảnh sát giao thông đi mà gặp mấy thằng mà chậu tre mà khó làm khó sớm phải chào nó, phải lịch sự với nó, phải thưa dạ với nó đấy, chứ không có được là thượng cẳng chân mà hạ cẳng tay với dân nha, khổ vậy đó. Như vậy là không có dân chủ, không có nhân quyền, đúng không? Giống như là cách mấy người liều báo thanh niên nó nói cái gì tự nhiên dân đang là quay phim là làm YouTube là xe cộ cái bị tự nhiên nó bị cảnh sát giao thông tới bắt, cái tự nhiên là bị cảnh sát giao thông đắp, khổ không? Mọi người thấy nó khôi hài không? Một cái bài báo phải đó tôi nói nó thật sự là nó quá nhảm nhí, đúng là như cái câu mà cộng đồng mạng hay nói không? Mấy cái thằng phóng tin viên của mấy cái trang báo rồi đại đa số toàn là cái bọn học mà ba môn mới được 9 điểm cộng thêm mấy cái điểm vùng miền nó mới được 10 điểm đậu vô học viện báo chí, nó sản sinh ra toàn là mấy cái thứ mà viết mà nó không có não, chủ yếu là viết sao để kiếm được tiền, thu hút được nhiệt lượng lượt là ở trên mạng ta gọi là câu like câu view á, tuổi trẻ thanh niên báo chí cái quái gì viết toàn những bài viết nhảm nhí không, tuổi trẻ thì viết toàn những bài ca ngợi mấy cái thằng là gì Ba Sọc Ngụy Quyền chế độ cũ, còn thanh niên thì sao, thanh niên thì nó đăng toàn những bài nhảm nhí không có cái tính là gì điều tra phân tích là đa chiều, thấy trên mạng cái gì mà nó có hot trend là lập tức là chạy theo đi viết bài theo kiểu là vuốt đuôi theo đặng là hả cầu like cầu view đi chang, người ta có hiểu biết, ta chỉ cần nhìn vô cái vấn đề ta thấy được đầy những cái điểm nghi vấn mà nãy tôi đã nói rồi, tự nhiên đang livestream quay phim làm chủ đề xe cộ cái bị là cảnh sát giao thông đâu lại trên trời rơi xuống mà vô hốt, cái tự nhiên cái ba là gặp cảnh sát cái bỏ chạy, cái tự nhiên cái bị cảnh sát là đắm, nãy tôi có nói rồi không có chuyện gì trên đời tự nhiên hết trơn, một cái điều hiển nhiên như thế mà xem ra đối với mấy thằng liều báo phóng tin viên của mấy báo cho thanh niên không biết là tụi nó có dùng não hay không tôi không biết, còn riêng về đám YouTuber mà tổ chức đua xe này cái gì tụi mày không có làm gì sai đúng không, mắc gì tụi mày phải chạy đúng chưa, nếu tụi mày không có làm gì sai tụi sao tụi mày thách thức người ta, tụi mày nên ném đá ném này kia vô người ta, cái tự nhiên cái tụi mày bị đánh, hỏi tụi mày tự nhiên tụi mày đang tao hỏi tụi mày là tụi mày đang đứng quay phim livestream để làm chủ đề YouTube xe cộ đúng không, tụi mày không có làm gì sai chứ đúng chưa, thì cảnh sát giao thông họ làm gì được mày, cái tự nhiên cái họ đó nó đấm tụi mày à, tụi mày nói sao tao cảm thấy nó khôi hài quá à? Cái chuyện nó chỉ cái đơn giản nhiều thôi nhưng mà qua mấy tay mấy người báo tao nói nghe thành cái chuyện gì đó giống như kiểu kinh thiên động địa, nhưng mà nhiều thành phần gọi là những thành phần mà tự dùng với nhau hùa để được dẹp là chỉ chửi bới thôi chứ chẳng có gì cả, cái bọn chậu tre và phá làng phá xóm đua xe mọi người không biết rồi nẹt bô à mỹ dân ta ghét bởi vì tập trung đâu là dân ta báo bởi vì công an giao thông người ta mới biết mới nắm được, không làm sao người ta biết được thì cho nên cái vấn đề đó cũng thông cảm với lại anh em cảnh sát giao thông thôi, nhưng mà cái việc mà dạy cho mấy cái đám mà ở chỗ tre mà đua xe tôi thấy là đó là còn quá nhẹ đấy, chắc có lẽ là nhà nước Việt Nam nó là đưa lực lượng cảnh sát ở Việt Nam á sang các nước là văn minh mà ở tiên tiến ở tại là Mỹ và châu Âu á, biết chưa, không để học tập về cái nghiệp vụ mà dành cho cảnh sát ở xứ dân chủ á, để về Việt Nam này nè để là huấn luyện cho các anh á có cách là xử sự nó dân chủ như ở các nước là văn minh phương Tây á, để về là ở xử sự với dân Việt Nam cho nó có mùi là dân chủ của Mỹ hoặc là của châu Âu gì đó, thì quả mai mới ra là mấy anh dân tự nhập ở Việt Nam của chúng ta
đó là chắc mới bớt là khớp khớp mòm lại, khổ quá. Chứ để mà anh là tối ngày cứ lên là cào thiếp người nào là gì, công an Việt Nam là không có dân chủ, gì công an Việt Nam là xứ độc tài cộng sản, không có văn minh rồi không có dân chủ gì. Bộ lô nói chung là nhiều thứ mệt quá, có nhiều nó nói hoài. Đưa mấy anh cảnh sát Việt Nam sang Mỹ rồi lại châu Âu huấn luyện thực tập nghiệp vụ về là cảnh sát của xứ dân chủ khi mà tiếp xúc với dân như thế nào, về là xử lý ở Việt Nam cho nó có dân chủ như là phương Tây vậy đó. Thế chỉnh cái là cho nguyên băng đi cho nó nhanh gọn lẹ, chứ như ở Việt Nam bây giờ tôi cũng đã từng nói nhiều rồi, nó không có dân chủ đấy, khổ quá. Thôi đến đây tôi có thất loại chim thôi.